Hello anh em, chào mừng em trở lại video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Ok, trở lại thì đây là con game Tawin, một con game mà khá là mới và tôi thấy là khá là ok, đáng để sử dụng. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục với nhiệm vụ là test game và làm cho anh em những cái video thật là giải trí. À, hôm nay vốn của tôi chỉ là 125k thôi. Hôm nay thì tôi sẽ chiến bộ đôi Sixbo lật bài và Sixbo xúc sắc nhá. Ok, Poker lật bài và Sixbo. Ok, tay 50 này, 10 xuống, 6 lên, gì xuống, 9 xuống, lên, 5 lên nữa nào, xuống nào. Ui rồi ngon rồi. Anh em thấy không ạ? Những cái đường đi rất là an toàn, tôi chỉ đi những nước rất là an toàn thôi và nó lụm ngay luôn. Một tay là nó lụm ngay luôn anh em ạ. Lên được bao nhiêu? 614k. Đấy, nó gọi là mượt mà. Mình làm thêm vài tay lật bài xương xương nữa nhá. Làm tay 1.000 thì 1.000 thì cứ đánh cho thua thôi, cũng không có vấn đề gì đâu. Di này, xuống này, không được ra quy. Chúng ta bắt đầu chuyển qua Sixbo trên dưới nhá. Đấy, khi mà luân phiên giữa hai con game với nhau ấy thì cái tỷ suất ăn và cái tỷ lệ nó sẽ lượm là khá là cao hơn đấy. Đấy, tôi đánh giá là như thế. Ok, bắt đầu vào tay 50k này. 5 lên này, 7 lên xuống này. Ôi 7 ra 7 khó thế. 11 xuống chắc chắn rồi. Ôi kìa, khó thế nhở. Làm tay 200 luôn nào, cho máu lửa nào. Không máu lửa này không để nào. 7 lên nào, 8 xuống nào, 6, ôi dề nhận thôi. Đây là một củ 146.000, 145.000. Đấy, khá là ok đấy. Thì poker này, những cái tay ngon thì nó sẽ gánh nặng luôn, gánh được nhiều luôn. Ví dụ như poker và lật bài ấy, thì Sixbo và lật bài thì có thể anh em thua rất là nhiều tay đi, nhưng mà chỉ cần anh em thắng một tay thôi, nó thay đổi vận luôn à. 2 lên này, 7 lên phát đấy, có 9 lên xuống, 8 mới lại nhận thôi. Ấy, chưa gì mà một củ 5 rồi, tiếp tục nào. Ok, tay này thì mình làm với tay nhỏ nhỏ thôi nhá. Đấy, làm mình kiểu mồi thôi. Tí nữa mà xịt cả tay 50k nữa là mình đánh tay 500 luôn anh em ạ. Xịt thật này. Sao mà xịt được? Xịt thật rồi. Ok, 500 nào, nói làm nào. 6 lên, 8 lên thôi. Ui không được. 500 tiếp. 7 xuống, lên, 5 lên, 7 nhận. Ok, 2 củ 115. Tiếp tục nào, tay 300 nhé, lên này, chẵn này, lên này, ok, lên là một củ luôn này. lại lụm anh em ơi. 300 này, xuống nào, lên nào, ôi dồi ôi, 300 tiếp này, 5 xuống, 5 lên, lại xuống, không được kìa, một củ, 5 lên nào, lên tiếp nào, ngon. Đỉnh anh em ơi, lên 6 củ luôn rồi. Ui, tôi không ngờ là 100k. Chinh chiến một hồi lên được tận 6 củ luôn ấy. Ui, nó quá là ngon, nó quá là đã luôn. Ok nhá, tiếp tục này. Làm tay nhẹ nhàng 200 thôi. 6 lên này. 6 chẵn này không được, tôi nói là nhầm anh em. 500k này. 9 xuống này không được này. 500 này, 12 xuống thì chắc chắn rồi. 6 lên đi. Không được luôn. Một củ nào, 7 lên này, xuống này, lên này, ôi rồi một củ này, 2 lên này, 7 lên này, 8 xuống này, 7, ôi nhận rồi, lên 7 củ rồi, cố gắng lên 10 củ chốt kèo nào, một củ này, 6 xuống, 2 lên đi, lên ok, lên nữa này, ôi không được rồi, 2 củ nào, 3 lên nào, xuống nào, lên nào, xuống nào, ok, lên nữa, được rồi, ok, tròn 10 củ 500 nhá, ok nhá, anh em nhớ like và để lại bình luận là lượt like số mấy, cộng với Momo, để mình sẽ random phát lộc vào từ video sau nhá, rất cảm ơn em đã xem và hẹn anh em vào tối, giờ livestream nhá, bye bye mọi người.